Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Về Nắng. Video trước mình đã làm một trận hack vô cùng nhiều đồ on với tộc hệ Hustle, thì video này cũng không thể kém được. Bạn bị tin rồi. Một chiếc lõi kim cương mang tên trang bị đầy đủ, mà kết hợp với số đồ nổ hũ từ Hustle thì còn gì bằng. Tướng nào của bạn cũng biến thành tướng carry phải không ạ? Trời ơi, nghe thôi đã thấy thế giới rồi. Các bạn ấn like cho mình một cái để mình vào game luôn nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta sẽ cho nâng cấp đầu tiên lấp la lấp lánh nhóng nhánh kim cương. Yone rơi ra từ rò quái, cùng Kasate mình bắt được trong cửa hàng, giúp mình có sớm hai mảnh ghép của Hustle, một nước mắt và một găng là đồ mình nhận được sau ba rò quái. Nhấn lên cấp một phát để 2.1 tự lên 4 cho mình ra cơ hội ba Hustle. Lõi kim cương như mình đã giới thiệu ở cổng dịch chuyển, chiếc lõi cho người nghẹo khổng lồ tí hon đập thẳng vào mắt mình. Nên là cũng không có lý do gì mà mình phải đắn đo với hai chiếc lõi còn lại là trang bị Pandora và kho thần tích bốc ngay khổng lồ tí hon thôi. Chọn lõi xong thì Kasate siêu sao xuất hiện trong cửa hàng. Chỉ tiếc là siêu sao vệ binh chứ không phải là siêu sao Hustle. Mình cho full tướng Hustle vào sân cùng Jinx, bán đi các tướng không cần thiết để tích 10 vàng. Đối thủ đầu tiên với bài đấu 4 Punk có luôn Pantheon 2 đấm mình 3 chết. Tiếp tục để thua 3 chết trước nhà Annie kẹp KDA. May là thay Senna vào Mikodam đấy chứ không là mình thua cả 4 chết rồi. Đấy rồi, mảnh ghép thứ 3 xuất hiện với Seth. Mình cho vào sân luôn để kích mốc 3 của Hustle, tiện thể thì tích luôn 20 vàng. Xét như một món quà, còn khế ước quỷ dữ như một niềm đau. Mới kích mốc 3 Hustle xong thì game cho gặp ông này đấm phát 7 chết sang chấn tâm lý luôn. Ui giời ơi, đi chợ sau hai cái ông ở dưới, trùng hợp là cả hai ông này đều không cần sẻng. Mình lụm luôn cái sẻng ở chợ để về tí nữa có gì ghép ấn Hustle. Up level 5 để tiếp tục đép, cũng như là tăng thêm tỷ lệ ra tướng Hustle siêu sao. Gặp nhà Disco toàn một sao ở round này, nhưng mà bài mình no dam, mình để thua full house. Chuỗi thua 5 với 70 máu đã có khi mình đối đầu với nhà chơi Miss Fortune Ra ở vòng 2.6. Afe xuất hiện trong cửa hàng ở ra quái. Tuy nhiên là đồ mình nhặt được lại là hai cái gậy chứ không có chiếc đai máu nào để lắp Hustle, nên là đành phải đánh chậm lại. 3.1 gặp nhà chơi Senna True Damage. Với việc có hai liên xạ vào sân mà tanh của ông này cũng một sao chưa có đồ, mình clear được hai chết và để thua 3. Nổ thùng Hustle đầu tiên với 51 số, mình nhận được một cái giáp. Tiếp tục là một chiếc lõi kim cương để đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Ảnh chiếu 3D là không cần thiết nhất nên là mình loại đầu tiên. Và nó cho mình trang bị đầy đủ chiếc lõi mà mình đã nhắc ở đầu game khi được đi cùng với Hustle, nên là mình chọn luôn, roll hai cái lõi còn lại cho đỡ tiếc. Và mảnh trang bị lẻ mình nhận được từ lõi trang bị đầy đủ vô tình lại là một cái đai máu. Mình lắp luôn ấn và kích được mốc 5 của Hustle. Sau đấy mình để thua nhà KDA đép cùng Annie. Ông này khả năng chơi Pentakill hoặc là KDA rồi. Mình để thua chỉ 2 chết khá là ngon. Gặp tiếp anh sinh viên Annie xịn với hẳn một chiếc Sojin ánh sáng. Mình tiếp tục để thua 3 chết và còn lại 51 máu. Cơn nghiện đang lên thì tự dưng ở chợ lại có thêm một cái sẻng. Bất chấp việc chưa lắp được đồ, mình bú luôn sẻng để làm content cho mãn nhãn. Biết đâu lên được 10 Hustle thì sao? Hợp lý. 3.5 mình bắt Amumu siêu sao hộ pháp vào sân để đép 2 round, tiếp tục fast 8. Đối thủ với bộ bài ca thớt Akali nhưng mà mới chỉ 1 sao, đồ chưa có nhiều, mình để thua 3 chết. Cho Vex vào sân ở vòng 3.6, đồ trả lại cho Amumu để nó gánh tiếp một round. Mình gặp nhà Punk đã update Jinx 3, tuy nhiên tank chưa có đồ đã giúp mình dễ dàng hạ gục đi 3 tank của đối thủ để thua 2 chết, chuỗi 10 và còn lại 41 máu sau khi đã hồi lại 2 máu ở round quái. Thùng Hustle thứ 2 nổ ngay ở round sói với 222 số. Phần quà mình nhặt được là một kiếm tay bạc và một dây chuyền trục tội khá là ngon. Và hai cung, hai kháng phép là đồ mình nhặt được ở vòng này. Level 8 được update ở vòng 4.1 với 50 tiền. Mình xả cạn nhưng mà không tìm thấy SGU siêu sao Hustle để kích mốc 7. Tạm thời thì chỉ kích được mốc 6. Cung xanh lắp cho SGU, cuồng đao và kiếm tay bạc cho Lucian, còn lại đồ tanh cho Seth. Lợi thế về trang bị hack được đã phần nào đó giúp mình chiến thắng nhà khế ước này với một chết. Lõi công nghệ vàng xuất hiện để chốt sổ, những người bạn nhỏ sẽ được loại đầu tiên. Cầu hồi phục cũng khá là ổn, nhưng mà nếu chọn lưỡi kiếm uy lực thì mình sẽ dễ dàng hack thêm đồ cho Ezio hơn. Nên quyết định cuối cùng của mình sẽ là lưỡi kiếm uy lực. Chọn lõi xong thì Ezio siêu sao nghe được tiếng lòng của mình, nên là xuất hiện luôn để kích mốc 7 Hustle, đập nốt cái giáp còn đang thừa, lắp luôn vô cực cho Ezio. Đối đầu với nhà Miss Fortune Ra hiện đã đủ form, may mắn là mình có nhiều đồ cho tanh, nên dù một sao cũng tạm ổn trước đam của Miss Fortune. Ezio chốt sổ với những phát bắn thần bí để giúp mình có tiếp chiến thắng thứ hai.
Gặp người anh em Senna Chudemes cũng lấy trang bị đầy đủ. Ông này tanh thì trâu mà bị cái Senna mới 2 sao cầm một đồ nên là không đủ đam. Mình có được chiến thắng thứ 3. Đã đủ 7 hất tiêu rồi, có thêm một cái xẻng ở vòng đi chợ định nhặt nhưng mà đã bị cướp mất. Đã thế thì mình nhặt luôn một cái đai để lắp thêm một ấn nữa cho dễ review. Nước đi hai đấy. Anh sinh viên Eni mạnh đấy, nhưng mà tanh thì một sao hơi nhiều nha. Tấm này bắt nạt được mấy ông chưa đồ, chưa gặp mình nhiều đồ tanh này thì làm sao mà thắng được. SU tung phát cung ánh sáng, hạ gục đi một lượt tướng carry team bạn để cháy lên. 156 số với thêm một chiếc quyền trượng giả kim được nhận từ thùng hất tiêu. Cho tạm Mistleton để nó hack đồ từ lõi. Chưa đập vội. Vừa cháy được round thì gặp nhà Karthus Akali Petakill. Nãy giờ mình thắng là do mình gặp những nhà không có đam dàn sau. Còn giờ thì khác rồi. Sự kết hợp giữa Karthus và Akali vô cùng ăn ý, giúp ông này đấm vỡ mồm mình. Một chiếc bàn tay công lý là đồ cuối cùng mình lấy về. Sau khi săn nốt mấy con chim, Miss Thornton cũng được thanh lý và trả đồ cho Poppy. Sau khi nó lên 2 ở vòng 5.1, quyền trượng giả kim cũng được đập đi để lấy mùa đông vĩnh cửu cho tạm Yone. Nhà khế ước quỷ dữ này có vẻ là khá xui khi mà chơi đồng quê đến 5.1 vẫn chưa lên được 3 sao. Mình thì được cái là hay lo cho đội bạn, ông ý 2 sao nhưng mà vẫn đấm mình được một chết. Lên luôn level 9 ở vòng 5.2 để kích mốc 2 ra cùng với Zix vào sân. Mình để thua nhà Phăng Sát Vàng khi mà họ đã update tank cực kỳ cứng cáp với Pantheon 3 sao, còn mình thì xếp 1, mình còn lại 20 máu. Roll một xíu để thay lại form khi mà cho Zorix ra sân, thay tạm Miss Fortune vào chỗ bạc để kích tay to. Nhà mình gặp ở round này là nhà Senna Chudemes, SU MVP với pha cung ánh sáng, bắn đi gần hết team địch. Phần còn lại thì Zix và Afe lo nốt để tiễn ông này lên bảng game top. Cút con mẹ mình. Lấy Ken ở vòng đi chợ để hy vọng là lên 2. Lúc này thì mình hơi nghiện chứ thực ra thì lấy đồ khác ngon hơn nhé. 768 số nổ được, giúp mình có thêm một giáp chết, một bốc đồ ánh sáng cùng với rất nhiều tướng 5 tiền. Cho luôn bốc đồ ánh sáng cho Ken vì thấy khá là ngon. Đồ thừa còn lại thì cho nốt tạm Kasate để hack thêm đồ. Big update vừa rồi đã giúp mình dễ dàng thắng lại trước nhà khế ước chơi đồng quê khi mà ông này vẫn chưa lên được Samira 3 và Ubot 3. Roll tiếp để update team 2 sao thì mình lên thêm được Lucian 2. Ken thể hiện được giá trị của sự tin tưởng sau khi mình update nó lên 2 sao, cầm giết ánh sáng và blue ánh sáng random ra. Quay cuồng trong mơ hồ, xoay trong tre làm gọi nhà Phăng Sát Vàng một dễ dàng với 10 ca đam. Rồng ngàn tuổi cho mình một cái đập đồ và một đồ hoàn chỉnh. Lấy nốt đồ tanh cho Jack và roll tiếp cho Sona 2 vào sân. Ấn Emo lúc nãy được đập giận ra, không có gì để chê luôn. Tuy là quá hoàn hảo nhưng mà mình vẫn chưa thắng được nhà Mistleton này. Họ dắt vàng cả bạc cả Nico nên là sức chống chịu cộng với đam theo thời gian là quá nhiều. Mình để thua 2 chết và còn lại 15 máu. Top 4 cũng đã có chủ rồi. Chấp nhận cho bạc vào sân thay vị trí của Afe, kích 4 ra thay vì để 7 hất tiêu. Mình đối đầu với nhà Pentakill đã đủ form bài đẹp, tuy nhiên là sự áp đảo về quân số cũng như là trang bị đã giúp mình dễ dàng có được chiến thắng để nổ thêm 537 số. Nhà đồng quê thì cũng đã dừng chân trước sức mạnh của bài đấu Miss Fortune rồi. Còn gì ngon hơn khi mà game cho thêm 4 đồ hoàn chỉnh nữa. Mình lấy thêm đồ sau đó roll tiếp để update team 2 sao. Mặc dù đã nhiều 2 sao hơn, nhiều đam hơn nhưng mà chiến thắng của mình trước nhà Miss Fortune ở vòng 6.3 này chỉ với một chết thôi, chứng tỏ là bài đấu kia không hề yếu chút nào. Chúng khét đấy nhờ. Nhặt thêm Zik ở vòng đi chợ để lên 2 sao. Bán luôn đi set để thay Illaoi vào sân. Mình roll nốt thì nó lên được 2 sao luôn. Ấy thế mà combat ở vòng 6.5 team mình vẫn rất chật vật. Và để thua luôn khi mà họ update thêm Lucian 2 sao. Lần này Ken không lan đường ra đồ tanh nên là chết quá sớm. Không còn khoảng trống cho Zihin đặt súng. Team bạn tràn lên quá nhanh khiến cho Zihin nằm xuống và mình cũng tí thì uổng. Combat ở vòng 6.6 là combat cuối cùng. Sau khi mình xếp lại team, giấu đi vị trí của Ken, cho nốt giáp lửa cho Illaoi vì đồ quá nhiều. Và mình cũng cần giảm hồi máu cho Nico tìm bạn. Miss Fortune bên đó lần này focus vào xúc tu của Illaoi, sau đó bắn vào mùa đông vĩnh cửu trên người xác và bị làm choáng. Ken có khoảng trống từ bên trái để quẩy, giúp cho team mình clear đi hết dàn bên trái team bạn. Zihin được xếp góc trái, khi mà đặt đủ súng thì bắn một phát tiễn luôn Miss Fortune. Sát thương từ Zik hạ gục nốt phần bên trái để giành lấy cái top 1 ngạo nghễ cho lắng. Sao mà đó được. Các bạn đánh giá như thế nào về chiếc lõi trang bị đầy đủ khi mà đi cùng với tộc hệ Hustle? Comment phía dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và like cho mình. Nhớ là đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục cập nhật giáo án của mình sau khi mà update phiên bản mới nha. Bye bye!